Rồi, chiều nay mình lên cho anh em một cái bình xăng con rất dài STC, gọi là hàng nước Lai Niu. Bên này mình đang gắn trên xe nha anh em, mình đang gắn trên xe nhà cho anh em thích. Mình đang gắn trên xe luôn. Bên này Lai Niu cực đẹp nha. Bên này mình bán cái giá là 5,7 triệu cho cái bình rất dài STC. Yên, nói chung là bình nước anh em, y chang mới sao là nói vậy bình nước, nhưng mà anh em mà muốn mua bình này mình chưa vô xăng á, mình vẫn có luôn. Bình này mình bán 7 triệu, còn cái bình này đang gắn trên xe này, bình nước này là mình bán có giá là 5,7 triệu cho anh em nha. Đang nổ nha anh em, đây anh đi anh em, nhưng mà nổ găng tay là anh em đứng gần không nghe luôn á. Cái bình này găng tay nó nhiễm nhỏ